Đi thì mình không nghĩ là Vespa có thể đi được lên được đỉnh Lambian. Cảm giác chinh phục Lambian bằng Spring rất là thú vị. Chiếc xe mới và mạnh mẽ như là GTS 150 thì chinh phục Lambian dễ là chuyện vặt. Khi mà mình leo núi, leo dốc thì mình rất là thích chiếc 150, đặc biệt là dòng GTS 150 leo leo rất là khỏe. Cái ấn tượng của tôi rất là về cái xe là một cái xe nó rất là mạnh mẽ, đặc biệt là phiên bản 150 phân khối. Đặc biệt là mấy chiếc mà động cơ 3V mới ấy, vận hành rất là tốt, động cơ mạnh mẽ và cái làm cho cái vận hành xe nó tinh tế hơn. Chạy rất là êm, rất là dễ chạy và cũng khá là phù hợp với nữ. Nó càng ngày nó càng hoàn thiện hơn. Đặc biệt cái xe spin thì nó đã nhẹ hơn rất là nhiều so với dòng xe LX và nó rất là thuận tiện và dễ dàng cho con gái trong cái việc sử dụng cái dòng xe đấy.